Giờ đây là một chiếc xe đầu kéo mà anh đã đến nhà báo rồi. Đây, để đi dẫn thích nha, phía sau có hai ống khói các bạn. Đây, bọn này chúng ta tới nha. Ở đây nữa nha. Thùng này rất là nhỏ xíu nha, mở ra cho các bạn xem này.